Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, Thủy Tiên vừa đăng tải một bài viết dài phân trần về quan điểm làm việc từ thiện của bản thân cũng như gia đình. Thủy Tiên rút hết tiền đi giúp người tới mức cả nhà chỉ còn 300.000 đồng. Tuy nhiên, cô cho hay nhiều người xin giúp đỡ hộ người khác mà bản thân họ cũng không biết trường hợp đó là thật hay lừa đảo. Sau đây, mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Bà xã Công Vinh cho hay, mỗi người có một quan điểm riêng trong việc làm từ thiện, bản thân Thủy Tiên cũng có ý nghĩa riêng. Tiên là chỉ giúp cho những trường hợp nào có thể thay đổi tốt hơn, cứu người thì phải đi đến kết quả cuối cùng tốt đẹp thì sự giúp đỡ của mình mới thực sự có ý nghĩa. Vì đồng tiền, mồ hôi, nước mắt cực khổ mới kiếm được, phải sử dụng sao cho có kết quả và đúng tâm nguyện của mình, Thủy Tiên chia sẻ. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng đưa ra ví dụ chứng minh cho quan điểm của mình từ một số trường hợp mà cô biết. Thủy Tiên cũng cho hay, kể từ khi công khai làm từ thiện tới nay, không biết bao nhiêu người tới nhắn tin xin cô giúp đỡ, người xin 1 tỷ, người xin 6-7 tỷ, người xin vài trăm triệu trả nợ đủ hết. Nhiều người xin xong không được, còn nặng nhẹ mình chảnh chẹ. Nhiều người xin giùm người khác mà bản thân họ cũng không biết trường hợp đó là thật hay lừa đảo luôn. Thiệt lòng, mình chỉ là sức người nhỏ bé nhiều lúc cũng buồn. Thủy Tiên phân trần. Thủy Tiên cho hay, cô có thể cho đi hết tất cả tiền mặt mà mình có, thậm chí không tiếc công và sức khỏe nếu cho rằng đó là điều đúng đắn với tâm nguyện của mình. Thủy Tiên cho biết thêm, mình rút hết tiền tiết kiệm riêng của gia đình, tài khoản cá nhân riêng để giúp hết. Chuyển nốt những đồng tiền cuối cùng để giúp họ xong, mà tài khoản riêng của gia đình Tiên còn có hơn 300.000 đồng luôn á. Có hình làm bằng chứng nè. Chuyển xong hai vợ chồng nhìn nhau cười. Ủa, hai vợ chồng mình nghèo thật sự luôn á. Mai đi chợ bằng gì? Nhưng mà mình không tiếc đâu, vì mình tin là mình làm đúng, thì cho đến đồng tiền cuối cùng mình cũng không tiếc. Tuy nhiên, việc làm này của Thủy Tiên đã khiến một số người bày tỏ thắc mắc, cho rằng không hiểu lý do gì cô lại không làm thiện nguyện ở Nghệ An, quê nhà Công Vinh. Trước thắc mắc này, nữ ca sĩ đã mau chóng lên tiếng phân trần. Mọi người ơi, nội ngoại tụi mình đều có làm nha, đừng phân bì vậy tụi anh Vinh. Từ thiện là tùy tâm và tùy hoàn cảnh khả năng, không phải trách nhiệm. Kèm theo chia sẻ này, Thủy Tiên cũng thông tin chuyến đi từ thiện của vợ chồng cô ở Nghệ An. Nữ ca sĩ nói thêm, tụi mình vẫn làm từ thiện suốt, thỉnh thoảng báo chí biết thì đưa tin thôi, đừng phân bì vậy tụi anh Vinh. Nhiều lúc nói chuyện này cũng kỳ, mà không nói thì thương chồng mình. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.